Rồi bò kho mình đã làm xong rồi cả nhà ơi, giờ mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Ăn bò kho với bánh mì. Ráng làm cho xong chỗ này cho nó sạch sẽ, làm sạch, làm chậu thì là lên hạ tới làm sạch, đủ nên lên cát, cát nó bắt gạt mà. Sao vô đây đứng đây quậy quậy đây quậy vậy hả? Đi đi gỡ cho. Mình đừng có dãy nữa. Nhưng mình đừng có dãy nữa. Thả ra đi nha. Đi đây. Sao không đi? Đi. Trở lại với kênh Khó Biết Miền Quê nha. Hôm nay mình với dâu mình sẽ làm cái món bò kho nha cả nhà. Để làm bò kho thì hôm nay mình có chuẩn bị thịt bò nha cả nhà. Thịt bò thì mình có hai loại nha. Đây là thịt cổ nè, và đây là nằm bụng. Nằm cỡ thịt cổ thì mình ăn sẽ mềm sẽ ngon hơn ha. Còn nằm bụng thì nó sẽ dai hơn.
Làm bò kho thì thường người ta làm bằng nạm bụng nha cả nhà. Nạm bụng thì nó dai, cho nên mình làm nạm thịt nha. Nạm thịt thì ăn sẽ ngon hơn. Để làm bò kho thì hôm nay mình có chuẩn bị củ cải trắng nha cả nhà, củ cải đỏ, hai củ hành tây. Đây là hai hộp sút gà, cái khóm để hồi mình dắt vô để mình nấu cho nó thơm, cho nó mà mềm thịt nha cả nhà. Đây có củ gừng với vài tép xả để hồi mình trụng thịt bò cho nó thơm. Đây có hai gói gia vị để hồi mình ướp thịt nha. Hành thì để mình sắc mình ướp thịt luôn ha, với ít tỏi. Ở đây thì mình có gia vị thuốc bắc nè. Đây có quế khâu nè, thảo quả với hoa hồi ha. Một ít gia vị của để nấu bò kho. Rồi giờ mời cả nhà cùng làm với mình với dâu mình nha. Giờ mình đập ít xả với gừng để mình chặn thịt bò nha cả nhà. Ta vừa vô để nấu nước cuộn thịt bò. Ba hôm nay mới làm cái gì mẹ? Mẹ làm bò kho đó con. Trời ơi quá trời nhiều gì đó hả? Đây con gọt củ cải cho mẹ nha. Ừ con gọt đi. Ngày gọt hết luôn nha mẹ. Con gọt hết đi rồi mà nấu ít còn ít mình làm dưa chua ăn con. Dưa chua ngâm giấm hả? Ừ ngâm giấm được á. Trời ơi thôi để con gọt cho, để con không để gọt cho. Xíu này gọt nha. Trời ơi quá trời ghê. À củ cải ngon luôn mẹ ơi. Củ cải ngon, tươi ha. Nó mới về đó. Ê, ngồi đây cha mới làm nè, bóng hới ngồi đá. Đây con nào? Đây em cắt cái hồi cho. Còn hết luôn. Còn hết luôn. Còn mắc lạnh luôn hả mẹ? Mắc lạnh này có gì gỗ, em lấy cái gỗ ra đựng cho. Lấy gỗ đựng nhỏ. Ủa củ cải nó ngon nè. Suông ha. Dạ. Mua lựa mấy cái cải ra thon thon á chứ nó ngon hơn cái đầu bự đầu nhỏ. Đây, dễ mà. Em bào cho. Em bào cho. Cái này hồi tía qua mẹ. Tía qua đó con. Nó đẹp đẹp. Dạ. Người ta lấy bằng trận á, trận xéo xéo cũng được, nhưng mà đĩa cũng đẹp. Hồi sắn á, sắn gì nè? Sắn khu ốc à? Ốc sắn gì nè? À, sắn bóng heo. Khu ốc bóng heo giống như cô Tư. Thở đây nha. Nước sôi nha cả nhà, giờ mình cho gừng với xả vô để mình chần thịt cho nó thơm nha. Rồi cho thịt bò vô luôn. Cái chảo mình nãy tính không hết, giờ hết luôn. Thịt bò nè.
mình trần cho nó săn lại á, mình sắc nó dễ hơn nha. Mình để sống á thì hơi khó sắc, nó liệu liệu á, khó sắc á. Em bào lên, anh tế bông nè. Ủa không rửa? Ừ, tỉa rồi rửa. Tỉa rồi rửa rồi mình hái sắc ra. Hay là mình sắc rồi mình rửa cũng được vậy. Mình rửa rồi giờ mình lấy cái mình tế bông cái mình cầm vô cũng vậy. Mình rửa nguyên cũ nha, tiện sắc cho nó nhiều. Nhưng mà nó sắc ra mình rửa nó sạch hơn. Tí nữa mình rửa là gì cho nó tiện. Giờ cái mình rửa cái mình cầm vô cái tay mình nó dơ nữa. Củ này tỉa hồi vô ăn nó ngon lắm. Để ba chặn nhanh luôn anh. Anh chặn khu ốc giống như là của mẹ sau. Cô Tư. Cô Phô. Bao nhiêu được mẹ, bao lớn được mẹ? Ừ. Giang nha. Đừng phân nhỏ lắm mẹ ơi. Cỡ nhiêu đi nó không dụng. Không, dày lắm, khó ăn lắm. Cỡ mình dai được rồi nè. Dai đây hả? Ừ. Rồi. Sắn nè, em sắn nè. Khu ốc, sắn gì? Sắn là con để nguyên cái củ đó, con sắn mới được. Lấy cái củ thon thon đó đó. Sắn sắn, sắn, sắn cái gì à? Cái gì à? Sắn cái này nè. Cái, à, anh tỉa đó hả? Lấy thớt xuống không? Lấy chứ. Cái này nè, à, xích vô. Sắn này nè, sắn cái gì? Sắn móng heo. Trời, mẹ kêu, đế về với nhà mẹ kêu sắn mà không biết sắn cái gì. Sắn không biết phải bóng heo, phải bóng heo không mẹ? Kêu bóng heo phải không? Người ta kêu bằng gì mẹ không biết chứ, mẹ thấy ra sắn là sắn củ cải đó con. Sắn bóng heo. Ờ, cái đó tỉa bông hả? Phải. Bóng heo là sắn cái cục mà vuông vuông mẹ, vậy cái bóng heo gì đó. Cục vuông là sắn đâu ta? Sắn hình tam giác vuông vuông vuông, xéo xéo đó. Kêu bằng sắn bóng heo rồi, đẹp không? Ừ. Đó, con đi lên Vĩnh Long học được cái gì? Sấy khu ốc. Có mẹ sâu rồi, sấy sấy khu ốc rồi không? Này nhỏ rồi, sao nó xém xẹo rồi. Anh đưa ra giữa thớt em nắng cho mình. Đó, đó. Cái bông giống bông hồng chưa? Bông hồng mà sao nhỏ nhót vậy? Ờ, đẹp. Khen đi. Khen đi. Khen, hãy khen ta đi. Mày sao cắt ngang chứ? Nó đẹp hơn. Cắt ngang gì nó giống cái kia. Cái kia. Giống cái đó đó, à, phải không, phải ngang gì không? À. Cắt ngang cũng được mà sắn luôn cũng được. Sắn luôn thì hai đầu nó vuông vậy hả? Ờ. Sáu. Trời ơi, bông hồng đó hả? Bông hồng. Một, hai, ba, bốn. Năm cánh nè. Rồi chưa đi ai con làm gì không đi? Lại con bưng này giùm mẹ mày gấp thịt ra cây. Dạ. Nóng không con? Bự quá. Dịp nhanh đi, mẹ sẽ đập hai tay mới được. Kéo cái này nó rớt xuống cái nước cái thỏng á. Rồi, bưng lên đi con. Thank you.
Ni ơi, sẵn đó con có cây dao đó, lấy chiếc khóm con trẻ đâu giùm mẹ luôn đi. Dạ. Cho mẹ nạo mẹ dắt mẹ lấy cái nước. Cắt cái đầu đi không? Cắt cái đầu ra đi. Có khóm vô chi mẹ? Cho thịt bò nó mau mềm á con. Ờ. Thôi thôi thôi, bậy bậy em ơi. Thôi. Đúng rồi, đúng rồi, chạy xuôi vậy đó. Chạy đôi vậy mới nạo được, chả ngang cái nạo như đây là ăn như ăn dưa hấu luôn á. Cái tay đó không con? Dạ. Rồi, đây mẹ. Con lấy cái cùi luôn. Ừ, con đọc cái cùi bỏ nạo mới được. Cái gì ta? Rồi bên kia nữa con, bên kia con lật qua cái nữa cho nó. Bây giờ mình nạo khóm này nghe cả nhà. Mình dắt mình lấy cái nước á, mình để cho thịt bò nó mau mềm ha. Nấu bò mà có khóm thì thịt bò nó mau mềm lắm. Cái muỗng mình nạo tiện hơn mình khỏi bầm đâm dắt nó lâu. Khóm này mình cạo rồi nè cả nhà. Giờ mình ép để lấy nước nè. Mẹ, cái quế xong này dùng nhiều không? Con rửa luôn cho. Chừng 2 nhánh được rồi con. Ít thôi, nhiều quá nó cũng mặn mùi khó ăn lắm. Hay là 2 cộng gì đó. Ừ, 2 cộng gì đó. Rồi các con lấy 2 cái tay hoa hồi luôn. Tay hoa hồi là cái này. Ừ, hoa hồi là cái đó đó. Rồi này là trái thảo quả rồi nè. Hai cái này là giống nhau rồi. Ừ, 2 cái đó là giống đó. Mấy trái mẹ? Mấy trái thôi được rồi con. Với con ít này nè. Trái chắc không đủ đâu, lấy thêm 2 trái cho coi. Nè con lấy cái dĩa mà con đựng á. Cái này nữa không? Ừ, cái đó nữa. Cái đó còn rửa con phải lấy cái, đang hồi con lấy cái lược rồi nè. Cái nó nhỏ quá. Sáng mẹ vô mẹ mua để về nấu bò, mẹ mua ít à. Mà ông đó ông đưa quá trời nhiều. Nó xài không hết thì con bỏ vô cái bọc con cột kỹ lại. Đừng cho lọt gió vô nó bị hư. Nó xài gì nó mình xài. Rồi đi rửa đi. Bật cái chảo lên để mình làm cái nước mình ướp thịt bò. Nóng rồi nè, mình cho dầu vô để mình phi hành tỏi nha. Rồi dầu nóng rồi, cho hành với tỏi vô. Rồi Ni ơi, con đem 2 hộp cà để cho mẹ luôn Ni ơi. Mở luôn em. Ừ, mở hộp ra luôn. Chết rồi. Cảm ra, con dịp được không? Rồi, giờ mình cho cà hộp vô. Rồi cho thêm hộp nữa để khi mình nấu lên á, cái nước bò kho mình có cái màu cho nó đẹp. Rồi đi ơi, con đem cái tô nước khóm cho mẹ luôn đi ơi. Ở luôn đi mẹ. Rồi ở vô luôn đi con. Được không? Rồi mình cho vô nước sốt này miếng màu dầu điều ha, để cho nó giữ cái màu. Rồi nước sốt mình xong rồi mình để đi, đi mình đi cắt thịt bò để ướp nha. Thịt bò nguội này, giờ mình đi sắc thịt bò luôn nha.
chuyện người nó cũng dễ sắc. Cái này là cái nạm nè, bụng gân gân, thấy gì chứ cũng mềm nha, cái đầu dai mà nó cũng mềm. Nấu bò kho mà trộn trộn gì nè, ăn nó mới ngon, có thịt có nạm á. Chứ nè thịt không ăn cũng không ngon nữa. Rồi cả nhà ơi, thịt bò mình đã sắt xong rồi nè, bây giờ mình ướp luôn nha. Rồi ướp thì mình cho nước sắt cà vô nè. Mình làm gì thơm quá rồi, thơm luôn. Rồi mình cho vô một gói gia vị ướp bò kho ha. Tại vì mình có gia vị thuốc bắc rồi, mình cho một gói nữa là dừa. Rồi tiếp theo mình cho muối. Muối là bột ngọt là đường vô luôn. Rồi mình cho dầu màu điều vô luôn. Mình trộn lên. Thì quá trời thơm cả nhà ơi. Bóc cái dừa cho mẹ làm bò kho. Mẹ bóc mấy trái cho mẹ? Hai trái hả mẹ? Rồi chắc tắm luôn quá là còn trái nữa, có hết luôn đi để nó còn buồn cái nó có trái rồi cái nó lớn không hay ăn. Cái khúc nó cái cuối cùng này nó khó vậy. Nó còn nhanh nhớ lượm hết đâu, bốn trái trời. Chứ sao không còn còn chứ sao không à. Ôi, bỏ dép đi. Không biết kiếm đôi dép đâu luôn ạ. Vừa cứng luôn nè, nước ngọt hai trái.
Hãy lên hồi rửa lại. Rồi ba cù nèo của nó hết biết không? Ôi ơi, tay cù nèo nè. Ở đâu ta? Đây 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 các bạn. Chảo lên để mình gan ba cái hoa hồi. Ông xã mình bữa nay làm thơ hồn nữa đó ông kìa cả nhà. Đâu phải xíu mình ăn nó bụng em cũng gắng tranh thủ nè, làm cho kịp cơm trưa coi. Biết làm cực quá hả anh. Chảo nóng rồi nè, giờ mình cho hoa hồi với thau vô mình gan. Xanh này là có ba cái gạch, ba cái gạch bể nó dụng như là cái mình nhà hồi xưa. Bây giờ thấy có cần dân lại mình gân gân là cho nó sạch thôi chứ nó đâu có đẹp, cho là mới nè, nó sạch sẽ. Rồi bắt cái chảo lên để mình xào thịt bò mình nấu cho nó ngon hơn. Rồi chảo nóng rồi, cho dầu vô. Dầu nóng rồi, cho tỏi với hành vô thì sẽ thơm. Tỏi vừa thơm rồi, giờ cho xả vô. Rồi Ni ơi, tỏi nó thơm rồi nè, con bưng thịt bò đổ vô đây giùm mẹ coi. Dạ, thịt bò trong đây. Ừ, trong cái thau đó con. Con đổ hương nha mẹ. Rồi, con đổ từ từ thôi nha. Thôi mẹ, mẹ lấy cái dân. Rồi. Nóng rồi con. Cái nước này. Nước này hồi mình chặt vừa, mình bỏ vô đó. Chán thau luôn. Bò này nè, mình xào xăng xăng đi, rồi mình thục ra để mình nấu. Bò mình xào trước vậy nè, nó thấm gia vị rồi mình nấu ăn nó mới ngon. Xào xăng xăng gì được rồi nè, mình nhắc qua bên kia để mình bắt cái nồi lên mình nấu. Cái nồi lên rồi.
Rồi bây giờ mình xúc thịt bò, mình bỏ vô đây nấu. Không, con để mẹ cầm cái chảo lên cho con cầm cái sẵn ha, con dứt vô. Cầm chảo được không? Rồi. Rồi con chặt cái dừa giùm mẹ luôn nha. Dạ. Nước dừa nè mẹ. Cho nước dừa vô. Cháo bò có nước dừa nó ngon á. Rồi, thêm chai nữa. Đây, con một trái nữa. Rồi, bỏ vô đây đi con. Thôi quá. Ba trái dừa cái là đầy cái nồi luôn hả đi. Dạ. Mẹ, con chặn củ hành luôn nha mẹ. Ừ, chặn luôn đi con. Rồi mình cho gia vị thuốc bắc vô để mình nấu bò kho nè. Thảo quả thì cả nhà mình nhớ đập ra ha, để cho nó mới ra nước, nó mới thấm được nha. Hôm quá bắt đói bụng rồi anh ơi. 9 giờ. Chín thì chín rồi chứ chưa mềm, để em nấu một chút xíu nữa mới được. Cho nó mềm mềm chút ăn nó mới ngon. Mẹ cái này chọn làm dưa chua không mẹ? Cái con chọn luôn. Chọn luôn đi con. Chọn khoai dây mẹ. Cỡ chừng 5-6 phân được rồi. Chọn tròn. Ê không không, con chọn dài dài á. Khúc cỡ khoai dây dài vậy nè. Ừ. Con khúc ra. Khúc gì? Ừ, vậy đó. Rồi cắt khúc hết chân đi rồi cái con chặn thêm khúc nữa đi rồi con hãy chặn cái này ra. Chặn mỏng 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 ra nè. Xem mẹ làm thử cho con coi con làm xem. Đó, chặn vậy đó. À. Không có đất chi cái làm ba đây. Ừ, ăn dắt chút dễ ăn. Rồi, giờ nắp ra để mình nêm nếm lại cái nhạy. Cái này hồi nãy ướp đó cả nhà, mình quên cho sa tế vô ha. Cả nhà thích ăn cay thì mình cho vô một ít sa tế. Rồi, cho vô 2 muỗng sa tế nè. Không có sa tế thì mình cho vô một ít ớt bột cũng được, cho nó cay cay. Nếm lại thử coi vừa ăn chưa ha.
là hạt đây. Mình cho vô một ít đường nữa cho nó đậm đà. 3 muỗng đường đi. Vô thêm 2 muỗng muối, 2 muỗng cà phê muối nữa. Này bột ngọt. Mình không có cái nồi nhỏ nên mình nấu cái nồi này nó hơi bự ha. Mốt cái tranh thủ mua thêm cái nồi nhỏ nhỏ gọn gọn chút để nấu cho dễ. Cái nền này ông xã mình mới làm xong nè cả nhà. Nó còn hơi ướt ha, còn hơi mềm cho nên mình mới chiên giấy lên nha cả nhà. Nhà nhỏ để sân nhỏ chứ có gì đâu. Nhỏ mình làm sân nhỏ. Thịt thì nó mềm rồi đó, mà cái răng nó biết nó mềm chưa. Rồi cái nồi bò kho mình gần chín rồi cả nhà ơi. Giờ mình vớt ba cái quế khâu với hoa hồi ra mình bỏ nha. Mình cho củ cải vô. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình cho củ cải trắng cải đỏ vô nha. Nhìn hấp dẫn ghê chưa. Chín củ cải là mình ăn được rồi đó. Vừa nước vừa cải. Rồi bò kho mình chín rồi cả nhà ơi. Mình cho củ hành vô. Mình nhắc nhắn ăn nha. Rồi trộn sơ sơ lên cho củ hành tàu nó mau chín lắm. Rồi, múc ra ăn được rồi đó. Rồi anh ơi, chín rồi nè anh ơi. Em đồ lấy múc lên ăn, nó bụng quá rồi. Sáng rồi nó bụng. Sáng là mình sáng bụng. Bò nó lâu nè, em hầm cho nó mềm, ăn nó mới được. Đây, bưng ra múc. Anh phải qua phía đây nè. Ở đây gì? Kê vô, kê vô lỡ có rớt rớt trong nồi. Sao nóng hả? Nóng cái xíu mà sao nó đừng buông bỏ, là bò không có ăn. Nóng nè, nóng chưa? Múc đi. Bữa nay thì cái củ cải mũ quan quá ta nhiều nè. Dâu mình đó anh ơi. Mì nó khéo tay lắm đó.
Rồi bò kho mình đã làm xong rồi cả nhà ơi. Giờ mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nha. Ăn bò kho với bánh mì. Chị chén rồi đi Ni ơi. Mình ăn con ai đói bụng quá rồi. Quá trời hấp dẫn này. Ôi, ê cái tô này bự tô bển nha. Nhiều hơn nữa. Có nhiều hơn nữa. Hơi dung có mấy ngọn thôi mà con ơi. Tô cũng cỡ à. Trời ơi bữa nay ăn là bò kho này về. Đã luôn rồi. Mẹ. Rồi chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng ăn bò kho với gia đình nha. Rồi có mời cha mẹ ăn bò kho với bánh mì. Mời cha mẹ ăn bò kho cái nhà. Ăn nướng vậy. Một kè đi con. Bánh mì với bánh mì nha. À bánh mì đéo đi, cứ bên mình có nè. Em xé cho. À. Em muốn quay chén hả mẹ? Múc cái chén rồi. Ăn nhiều múc nhiều. Ăn nhiều múc nhiều. Wow, hấp dẫn quá, nó thơm quá trời thơm luôn mẹ. Thơm, đói bụng nha. Dạ. Yeah. Đem múc cho. Quên luôn nha. Mình thấy em múc thì sao mà tự xử đi. Cái tô này nó dung quá trời dung luôn rồi. Ôi trời ớt thì luôn mới chơi. Để con cắt sẵn nè con. Con cắt sẵn kìa. Cắt đi, con lấy cắt dễ ăn hơn. Thôi kệ, cứ mình ăn vậy đi. Rồi bà cả nhà cùng ăn nha, bà cha mẹ ăn. Rồi. Ăn đi em. Rồi mời cả nhà ăn bò kho chấm bánh mì nha. Mời cả nhà ăn bò kho. Nè gì nè anh ta tiện chấm vô. Cái nước bò kho này nè, con thích ăn nó gì nè, chấm nó ngập nó im hơn. Còn cái nước bò kho mà có số người nấu mà người ta bỏ bột bắp vô á, nó hơi sệt ha. Như cà ghi vậy đó. Nghe cũng được nhưng mà nấu gì ăn cũng được. Này bánh mì chấm nó hút dữ lắm. Cái bánh mì để làm gì cho nó miệng. Hơi miếng thịt bò. Nè, hai đứa ăn đi nha con. Dạ. Ni sao không lấy thịt chứ vậy con? Nè. Ăn ăn bánh mì sao mà ăn thịt được. Bò kho này quá trời ngon, nấu này mềm thì ngon dữ. Mềm dai ăn hả dạ? Bò nấu dai em có ăn anh nè. Mà mềm quá cũng không ngon đâu nha. Ngon mẹ ơi. Gì là ngon nè. Vừa ăn luôn á. Mẹ ăn thử rồi nãy giờ mẹ chưa ăn nữa. Ngon dữ luôn á. Được không đi? Dạ được. Miếng cục cải. Ngon quá. Này rau gì đấy? Cái miệng con không có cạp được. Không cạp sao vậy? Người bị mày bị cắn môi hả? Cắn cái môi. Mẹ giấy mẹ mềm xèo nữa không? Nó dễ được luôn không? Thêm nước. Thêm nước. Chan thêm nước thêm anh. Mẹ quá trời luôn, gấp cái chan miếng thịt. Được đây. Đây có nè. Ăn đi. Mềm ngon. Không cả gì chín tới cũng ngon. Bữa nay chả chán xong nhà rồi. Đây, ăn mừng nền nhà. Ăn mừng nền nhà. Ăn mừng cái nhà ha. Không bớt một cái nhà, ăn mừng nền nhà. Ăn mừng nền nhà. Nha cha làm luôn cái được cái sân nhỏ nhỏ nữa kìa. Cái ngày mai cái cho làm thợ mộc nữa. Lại cái bàn bằng gỗ nữa. Cây rồi có gọi trơn rồi, còn đóng lại nữa. Lúa. Vụ, lúa rồi. Chưa ăn không? Vừa ăn. Cái thịt này nó có mỡ mỡ ở giữa là nó không cứng được cũng không mềm thôi mẹ. Nó ngon. Còn bị đám thấy người ta nấu cần không à? Người ta là nặng gân. Cái bụng á. Là dài. Nó dai. Trời ơi đám nuốt còng cổ luôn á. Còn đâu phải ai cũng nấu mềm đâu. Ngon. Bánh mì chấm hơi ngọt ngọt, mới dễ ăn. Chấm hơi chấp cho nó mềm, mềm dễ ăn. Ngon. Cái nước ngon quá, con chan thêm nước nữa. Ăn đi con. Nước là nó có nước dừa lắm. Chan đại nhiều nhiều vô á. Bánh mì nó hút nước lắm. Con gấp đôi miếng thịt luôn. Múc đi con, ăn đi. Ăn mạnh mạnh lên. Mới lại thiếu nước nè, chắc phải mấy cái nó tiêu thêm nước kìa. Bữa nay cái quán bán bánh bò kho chấm bánh mì này đắt nha. Quán mì này vô. Ngâm hỏi mì mì nó dễ ăn. Cha con bánh mì mà cắt sẵn gì là không phải nè. Chứ con là không thích xé ăn rồi mẹ ơi. Nhằn cho nó ra tay.
thêm miếng thịt nè, thịt ngon quá. Ừ, mềm quá này. Nấu đồ nó mềm ha. Ừ. Như hồi nãy em bỏ vô cháy khóm á, ốp với thịt nè, nó mới mau mềm. Cơ khóm à? Khóm. Bây giờ mình nấu trái cây không? Cơ khóm nữa không? Ngày xưa nó nấu bằng tương mặn. Ừ. Ông cái món này ăn mà hết nước thiệt chứ. Chấm hai ba cái hết nước rồi. Con ăn đi, trong nồi còn nước nhóc chân con ơi. Ngon. Mày ăn bánh mì nữa không? Hết múc nữa. Anh ăn đi. Xé ăn được không? Thôi con phải xé vậy nè, nó xé nhiều ăn nhiều. Trúng rồi. ăn cắn môi là trúng vô môi đã hả? Nè đó, cái đám đang nấu gì này, cái này mẹ. Ừ. Nó có cái gân này nè. Mà là nấu cứ ngát à, không có mềm. Có nấu hay nhanh đó con. Chắc liệu lắm. Nấu không biết được đâu nói, người cũng thích ăn mềm, người thích ăn dai. À, nó lấy nước mức trung bình là nó đem lên ăn rồi. Nhưng mà mình đi đám mình ăn cái nó dai mình đâu xé rồi đâu. Mình cắt liên tục cái mình ăn cái mình nhai không được nữa. Cái nuốt chậm trời nuốt muốn gần chết. Ăn nhiều nhiều đi. Ừ, có thịt đây mà. Nó ăn nhiều lắm mà không được. Nó là nó dính cái ra ra. Dính cái chuyện nhậu cái miệng hả? Ừ. Khổ quá chị. Thằng nhỏ con bị bại mẹ. Ăn cái hồi cái cắn lưỡi. Ừ. Cắn được cái môi nè. Hết nước rồi. Hết nước rồi. Ngon nữa lắm. Không, cái mì này hết nước rồi. Cái nước ngon nữa. Thấm vô ăn nó vừa. Không mặn mà cũng không có ngon. Ngon. Ừ. Đó, thịt này là thịt đạp bụng nè. Đạp bụng nó có cái lớp mà giống như cái da vậy đó. Ừ. Nó có cái màng. Mềm không con? Mềm mấy ơi. Đạp bụng mà nấu gì mới ngon nè. Ừ. Nó bự đó. Ăn cái dính miệng. Ừ. Ăn dễ dính miệng lắm. Mềm không? Mẹ ăn miếng củ cải vậy. Củ cải thằng đi tỉa cái này là gì? Cái bông. Dính miệng. Mở quang à. Mở quang. Mở quang à. Ừ. Vừa chín tới luôn. Vừa chín tới ngon. Nó gục quá không ngon. Gục quá nó gã mẹ. Ừ. Mềm quá không ngon. À. Nó hết ngọt rồi. Con này ăn củ cải đỏ mà củ trắng con không à. Nó lạc. Củ trắng nó lạc quá. Đúng rồi, nó không giòn bằng. Nó mềm á. Đỏ ngọt không? Ê, mẹ múc ít củ cải đỏ lên nè. Cái dĩa bên lưu rồi mẹ. Nhà bạn cũng quên mỏi nó chết luôn. Anh kêu cắn cái gì vậy? Tại nó trúng chứ bộ. Cắn bên kia đi. Ôi, tại vậy. Hai bên chói đồng hả? Hai bên chói đồng. Hai bên là nghỉ ăn cơm luôn. Bữa nay đâu ăn cơm đâu. Hai bên là nghỉ ăn bò luôn. Nghỉ ăn bò luôn. Cái miệng ta đau mà bữa nào cũng pha khóm vô trần hả? Đát thiệt chứ. Bữa nào cũng có khóm trần hả? À, cái tá khóm này nó độc lắm luôn á. Đang đau. Mà này ít anh ơi. Thịt cơ là hết mà cái chất nó độc lắm. Có nước không? Độc có vụ mà gác. Tại sao mẹ gác thịt bên bể cho cha ăn nữa? Còn nhóc mà con á. Ừ. Cha ăn thịt này, ông ăn ít thao mà ông ăn nước. Thao nước, nhiều. Ừ. Mà nước thêm. À, để con. Đi nước luôn đi mẹ, múc qua bên đây đi. Ờ, vậy đổ đi luôn. Đổ hết đi. Ăn mà gọi gì chị nào hết tôm này chạy.
đi, trong nồi còn nhiều. Ôi, này đang tịch à. Tịch nó mềm nè, nó bụng nè. Ăn cái nẩm bụng của nó mềm. Nó mềm nhưng mà không thịt nhiều. Mà cái thịt mà em không ăn cái này. Dạ hả? Nhà đổi anh đi, ăn cái nặng, ăn cái cổ nè. Nẩm nó đậm dày mà, nẩm bụng mà nó dày mà. Nẩm bụng mà nó dày cho. Cái nẩm cổ bạn mua ngon ghê đó, mềm mà nó ha. Mềm bắp nè. Đi uống nước nặng ấy cái này cái được. Đau hả? Ăn cái nẩm bụng cho nó ngon kìa. Nẩm bụng này dày mà ngon. Nẩm ăn thịt đùi chứ nấu ăn không ngon rồi. Cái nẩm bụng với nẩm cổ nè, nấu ăn nó mới ngon. Nhà tại hai người thích ăn nẩm bụng, người thích nẩm cổ. Em mua hai thứ luôn. Nằm bụng người ta có mỡ mỡ. Em tính là cái mỡ bò ăn ngắn lắm, nhưng mà mỡ bò ăn không ngắn à. Bởi vì thứ dân ni nó không có chịu ăn ba cái nằm mỡ mỡ đâu. Em mới mua hai thứ nè, anh thì thích ăn mỡ. Em mua nằm bụng cho anh á. Nằm bụng có mỡ mỡ, nó béo. Nè mua gì không chịu nè, còn cái nạm bụng nó dai dai khoan không có được. Thấy không, người hít là hít kia. Không mà cái nạm bụng mềm thiệt chơi. Nó dày thiệt chứ, nạm bụng mà nó dày nè mẹ. Như vậy đúng không, nạm bụng dày luôn á. Nhưng mà có lớp mỡ chính giữa thằng đi không ăn. Béo béo. Ê thật là gớt. Cái ông bà thì mới còn sống. Ăn cho nạm bụng gõ ra. Ăn bụng gõ ra. Cha thích ăn nạm bụng rồi đó. Ngon ha. Ngon nhá, béo béo. Cái màng màng này béo béo nào. Làm buồn bữa nào mà gặp mấy bà mà nấu nó không mềm mà. Cắn một cái. Nhai như da heo vậy. Lúc chậu con nổi luôn á. Nằm đám á mấy người người ta nấu dai quá ăn được, người ta gấp rồi người ta giục bỏ con ơi. Gấp người ta bỏ xuống mà ăn không được. Vậy chứ mình cắn không được mà lẽ mình ăn đám mà mình lấy tay mình lấy sao? Có gì? Mà nó phải mềm nhiều được, làm buồn. Đúng rồi, phải mềm như nào. Dai là mềm nhiều ngon. Ăn hào nước quá hết cái nước rồi nè. Màu đó, 2.23 miếng mẹ. Chà bà khóc giờ. Ông nói là em hết mẹ nước rồi. Múc thêm đi đi. Cô queo dạ. Ăn gì con? Con múc rồi. Không có thịt nữa nè. Con nghĩ con thịt rồi nó trúng quá à. Khổ quá ha. Ây, cắn trúng môi. Mưa hút uống rồi mà chưa hết nữa. Ây, nó ăn hoài trong môi nó. Cái môi mà với lâu lành lắm. Như là chậm rồi. Nên chậm rồi ăn. Tại vì mình cắn trúng cái lủng lỗ cái nó bị đèn luôn mẹ. Đau lắm đâu. Một lỗ đâu, hai lỗ rồi. Cái gì vậy? Ăn bi á. Hút cộng uống anh chứ không? Con nghĩ nó có bị trắng không? Trắng trắng luôn có. Hả? Nó bị trắng trắng luôn. Nó đóng màng trắng trắng. Trắng trắng thì lấy mà vỏ sữa đũa gơ. Vỏ sữa đũa gơ nó. Có thuốc đặc trị luôn mà thằng đi dễ chịu được. Trời ơi. Thằng đi mà uống thuốc hay là uống thuốc cộng là cực hình á. Uống là con viên à. Uống hết thuốc là no nước luôn á, một ca nước đầy vậy đó. Trang bà ngoại luôn. Bà ngoại uống được. Bà ngoại cũng vậy luôn á. Ngoại uống vậy á. Giờ uống nguyên viên được rồi đó. Hồi trước là uống cà không. Cà đáng chịu đời nổi. À nuốt vui luôn. Mà con uống nửa ly còn nửa ly con trong đĩa rồi. Đĩa à, uống gì sao hết bệnh. Bây giờ uống hoài á. Mà nó đắng lắm luôn. Nước ngon quá. Bò cũng ngon đó. Này thứ đi làm bây giờ chắc nó mê lắm rồi. Không gì bạn. Thứ thì thôi, chiều gặp này là khỏi ăn cơm luôn. Nó làm ghế thì sao mà mình ta chủ nhật nó đi làm nó không tăng ca gì đâu, quá tội quá. Quá trời làm là công ty thì nó ham tiền anh ơi. Chủ nhật hiện ngày tăng 2, tính 2 không à. Đến tao đâu cho mày nghỉ đâu mẹ. Không kịp hàng đâu cho nghỉ đâu. Từng tết quá trời thì mà chủ nhật nó làm. Không mà có chỗ có công việc làm vậy là mừng anh ơi. Có chỗ công ty tao không có việc làm tao nghỉ nữa. Ừ. Nghỉ nhiều lắm rồi. Cái củ cải này nó vừa chín tới á. Ăn nó còn giòn giòn. Nó ngon. Còn gục quá là không im, gục quá là thua. Quá con có ăn nữa. Củ cải chín quá là bởi nghiệp à. Đó. Cái gì ngon không? Ngon lưu giòn. Sao rồi? Ngon. Ngon. Nữa đi con. Ăn đi. Ăn cục thịt đi em. Ăn cục thịt nữa đi. Ăn cái một thịt ấy. Nhai cục nhỏ nhỏ nè. Cục đó cục ấy cứ mở đó. Không à. Nó nằm bụng nó nằm cổ nè. Hết nước nữa rồi kìa. Ôi nè ăn nước nè. Nè cục ấy cũng nằm bụng nè. Nè cha. Nè. Nguyên nằm bụng luôn. Ôi ôi. Ghê ở dưới đó bụng nữa. Dưới cục. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Bụng đang béo béo ngồi. Rồi nằm bụng nè. Chào mẹ nằm bụng.
Đây con dứt của Nam Cổ. Nam Cổ mày nấu mềm con ăn ngon. Nấu này mấy bà lớn tuổi đi đám phái lắm nè. Mềm dễ ăn. Hôm trước như bà ngoại đó, đám cưới mình là đám cưới của con đó. Có ăn được gì đâu. Chứ đem mực lên, mực thì găng đầu ăn. Xong rồi đem bò kho lên, bò kho găng đầu ăn. Rồi là tới cái lẩu. Cái lẩu cũng ba cái bao tử này nọ rồi găng đầu ăn. Rồi hấp nước không. Lớn tuổi rồi thưởng rồi. Cái gì? Con trẻ còn găng gắn ăn đi con ơi. Để nửa dạ như ngoại lên để dòm không ăn không có nhiêu chứ. Mấy món bò là ngoại thu rồi, ăn được đâu. Bởi vì bữa đó mẹ mới mua gan đồ thêm á. Mua gan với thịt bằm được chứ ngoại. Chả cá đâu với ngoại ăn được. Mà gì mà nói con. Đi đám cưới nhà, đi đám cưới cho nhà vợ con mày khỏi ăn được gì chứ. Khỏi thôi chứ đem heo quay ra thì cũng ăn không nổi. Dễ quá mày, heo quay mày, heo đùi đùi mà. Quay xong nó dễ ăn, ăn cũng không nổi. Rồi xong tới bò kho ăn cũng không đứt nữa. Rồi xong rồi cái tới mực xào, mực thì ăn xào đứt, mực bò đứt xào mực đứt. Rồi luôn. Tới lẩu nó tới lẩu ngoài hấp nước rồi mà chú. Rồi nghe nghe thương thương luôn. Lẩu đâu có thịt đâu, đồ rau cuốn không mà. Với tim với lưỡi. Tim với lưỡi bao tử. Rồi sao vậy không? Rồi sao rồi ăn đấm rồi đám cưới rồi nãy gì không mà. Mấy vị mấy người lớn tuổi mà ăn được. Mà bò là ăn được nè, mềm nè. Cái bò hôm bữa đám cưới còn nấu cứng. Cứng hơn nhiều. Chắc tại ta nấu đám mà nấu nhanh. Nhưng cái thôi. Con thôi hả đi? Dạ. Vậy con thôi để mẹ kết thúc clip ha, cho gia đình mình ăn. Dạ. Rồi cả nhà, clip bò kho của mình đến đây cũng kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã vào xem clip của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Chưa kết thúc nha. Còn